Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay tôi làm lại một cái video mà hôm trước đăng thì cái âm thanh nó bị hơi nhỏ đó. Đó là cái thủ thuật giúp cho quý vị tạo được một cái chữ ký hoặc là cái tên của quý vị được tích hợp vào cái hộp công cụ của Photoshop. Đầu tiên quý vị vào file, new cho tôi một cái folder. Mình new một cái folder đừng lớn quá quý vị. Ở đây tôi new folder khoảng 20 cm thôi. Ok. Rồi sau đó quý vị vào phần đánh chữ của Photoshop. Ở đây nó hiện cái chữ chữ T này quý vị. Quý vị chọn màu đánh, ví dụ tôi chọn màu đỏ. Rồi quý vị ở đây nó có sẵn cái phông gọi là UTM Thư pháp Thiên An rồi. Tôi đánh nickname của tôi là Thịnh Trần, tôi xin đánh chữ Thịnh Trần. Đánh xong là quý vị thấy rồi. Đây tôi muốn làm nổi cái chữ này lên, nổi cái thân chữ và làm bóng cho chữ, cho tên của tôi. Tôi để chuột vào cái phần nền bên chỗ layer bên này này quý vị. Thì quý vị thấy có phần màu nó màu hơi xanh đậm đậm một chút này. Mình kích đúp vào đây. Nó sẽ hiện ra cho quý vị một cái bảng có nhiều công cụ như thế này. Công cụ đầu tiên quý vị chọn vào đây xong kích chuột bên phải, hiện ra những cái thanh như vậy. Quý vị thấy nó tự động nó đã được nổi lên rồi. Tôi muốn đưa các cái bóng nổi trong thân chữ nó đến những cái vị trí tôi thích đó, thì quý vị chỉnh ở chỗ này angle. Làm bóng cho chữ thì vào drop shadow, kích chuột vào đây. Bây giờ bóng chữ thì quý vị có thể kéo những cái thanh này để cho bóng của chữ nó đẹp. Nhớ cái chuột trái chuột phải luôn nghe quý chữ vị. Đó, đưa bóng dài ra này, độ đậm lực của bóng này. Đó, ví dụ quý vị nào thích nó nổi hơn thì mình cho nó hơi đậm lên một chút. Ở đây tôi làm nó hơi lợt như vậy thôi. Đây là màu của bóng thì tôi để màu đen. Rồi, có ok. Bây giờ để tích hợp cái chữ này vào cái hộp công cụ ở trong Photoshop thì quý vị cần phải crop nhỏ cái chữ này lại vào công cụ crop. Quý vị crop nhỏ cái sau khi crop ở trong edit Define Boot Reset này quý vị. Kích vào đây. Đây là công cụ để nó tạo cái tên của quý vị tích hợp vào hộp công cụ đó. Tôi đánh tên Thịnh. Thịnh 1. Ok. Đây là mình có thể tắt đi. Rồi chắc chắn rằng là cái tên này của mình nó đã được tích hợp vào hộp công cụ rồi. Bây giờ cái mục đích sử dụng là như sau. Ví dụ quý vị có một cái tấm ảnh. Quý vị có một cái tấm ảnh thì quý vị muốn đặt tên cho cái tấm ảnh của chính quý vị chụp đó.
để cho hài hòa thì quý vị vào đây, vào đây quý vị lấy một cái màu, xin một cái màu ở trên này. Ví dụ ở đây tôi xin cái màu của cái cây này hơi đậm quá, thôi mình xin qua màu ở bên này. Rồi, tức là mình sẽ lấy cái màu ở trên bức ảnh này. Quý vị vào Boost. Đây cái tên của mình nó đã được tích hợp vào trong hộp công cụ. Bây giờ quý vị chọn và tăng giảm cái kích thước của cái tên đó, là nó cho nó vừa với cái vị trí mà quý vị muốn đặt vô. Ví dụ tôi muốn đặt ở đây nha. Tôi muốn đặt ở đây thì tôi giảm nhỏ chút xíu nữa. Opacity này để 100% quý vị. Kích chuột, quý vị kích có thể kích một lần hoặc hai lần. Như tôi kích một lần. Kích một lần nó mờ quá thì mình kích hai lần. Như vậy là mình đánh xong được cái tên của mình vào trong cái ảnh. Và cái ảnh, cái tên này á, nó sẽ là cái thương hiệu đi luôn với những cái, tất cả những cái bộ sưu tập ảnh của quý vị về sau này. Video đến đây là hết. Xin thân ái chào quý vị. Chúc quý vị mạnh khỏe và thành công ở trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.